Lại nữa, Kiều Thi ca, để riêng các loại hữu tình ở các châu Thiệm Bộ, Đông Thắng Thân, Tây Ngưu Hóa, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, giáo hóa các loại hữu tình trong cả bốn châu Thiệm Bộ, Đông Thắng Thân, Tây Ngưu Hóa, Bắc Cu Lô, đều hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, đại dùng vô lượng pháp môn Bát Nhã Ba La Mật Đa, văn nghĩa xảo diệu. Vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú khiến họ dễ hiểu. Và nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, giáo hóa một hữu tình đối với quả vị giác ngộ cao tột đắc bất thú truyền, lại dùng vô lượng pháp môn Bát Nhã Ba La Mật Đa, văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu. Thì này Kiều Thi ca, hàng thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân nói sau, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Lại nữa Kiều Thi ca, để riêng các loại hữu tình ở bốn đại châu, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, giáo hóa các loại hữu tình trong tiểu thiên thế giới, đều hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, lại dùng vô lượng pháp môn Bát Nhã Ba La Mật Đa, văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú khiến họ dễ hiểu. Và nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, giáo hóa một hữu tình đối với quả vị giác ngộ cao tột đắc bất thối truyền, lại dùng vô lượng pháp môn Bát Nhã Ba La Mật Đa, văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú khiến họ dễ hiểu. Thì này Kiều Thi ca, hàng thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân nói sau, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Lại nữa Kiều Thi ca, để riêng các loại hữu tình ở tiểu thiên thế giới, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, giáo hóa các loại hữu tình trong trung thiên thế giới, đều hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, lại dùng vô lượng pháp môn Bát Nhã Ba La Mật Đa, văn nghĩa xảo diệu. Vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu. Và nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, giáo hóa một hữu tình đối với quả vị giác ngộ cao tột, đắc bất thối chuyển, lại dùng vô lượng pháp môn Bát Nhã Ba La Mật Đa, văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu. Thì này Kiều Thi ca, hàng thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, nói sau, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Lại nữa Kiều Thi ca, để riêng các loại hữu tình ở trung thiên thế giới, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, giáo hóa các loại hữu tình trong tam thiên đại thiên thế giới này, đều hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, lại dùng vô lượng pháp môn Bát Nhã Ba La Mật Đa, văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu. Và nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, giáo hóa một hữu tình đối với quả vị giác ngộ cao tột đắc bất thối chuyển, lại dùng vô lượng pháp môn Bát Nhã Ba La Mật Đa, văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói, diễn đạt trì bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu. Thì này Kiều Thi ca, hàng thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, nói sau, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Lại nữa Kiều Thi ca, để riêng các loại hữu tình ở tam thiên đại thiên thế giới này, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, giáo hóa các loại hữu tình ở vô số thế giới trong mười phương, đều hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, đại dùng vô lượng pháp môn Bát Nhã Ba La Mật Đa, văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói, diễn đạt trì bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu. Và nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, giáo hóa một hữu tình đối với quả vị giác ngộ cao tột đắc bất thối chuyển, lại dùng vô lượng pháp môn Bát Nhã Ba La Mật Đa, văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu. Thì này Kiều Thi ca, hằng thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, nói sau, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Lại nữa Kiều Thi ca, để riêng các loại hữu tình ở vô số thế giới trong mười phương, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, giáo hóa các loại hữu tình ở tất cả thế giới trong mười phương, đều hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, lại dùng vô lượng pháp môn Bát Nhã Ba La Mật Đa, văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu. Và nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, giáo hóa một hữu tình đối với quả vị giác ngộ cao tột đắc bất thối truyền, lại dùng vô lượng pháp môn Bát Nhã Ba La Mật Đa, văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu. Thì này Kiều Thi ca, hàng thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, nói sau, đạt được công đức hơn trước rất nhiều.
Lại nữa, kiểu thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, giáo hóa các loại hữu tình ở châu thiệm bộ, đối với quả vị giác ngộ cao tột đều đắc bất thối chuyển. Lại dùng vô lượng pháp môn bát nhã ba la mật đa văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú khiến họ dễ hiểu. Và nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, khuyên một trong số đó, mau hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, thuyết pháp tam thừa cứu độ tất cả, lại dùng vô lượng pháp môn bát nhã ba la mật đa văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú khiến họ dễ hiểu. Thì này kiều thi ca, hàng thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân nói sau đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều thi ca, vì đại bồ tát trụ bậc bất thối chuyển, chẳng cần nương nhờ pháp sở thuyết. Đối với quả vị giác ngộ cao tột quyết định hướng đến, đối với quả vị đại bồ đề bất thối chuyển, đại bồ tát cầu chóng đạt đến đại bồ đề thì cần phải nương nhờ pháp sở thuyết. Đối với quả vị giác ngộ cao tột cần mau đạt đến thì nên quán khổ sanh tử của tất cả hữu tình, vận dụng tâm đại bi vô cùng thống thiết. Lại nữa kiểu thi ca, để riêng các loại hữu tình ở châu thiện bộ, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, giáo hóa các loại hữu tình trong cả hai châu thiện bộ đông thắng thân, đối với quả vị giác ngộ cao tột đều đắc bất thối chuyển, lại dùng vô lượng pháp môn bát nhã ba la mật đa văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú khiến họ dễ hiểu. Và nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, khuyên một trong số đó mau hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, thuyết pháp tam thừa, cứu độ tất cả. Lại dùng vô lượng pháp môn bát nhã ba la mật đa văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú khiến họ dễ hiểu. Thì này kiều thi ca, hàng thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, nói sau đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều thi ca, vì đại bồ tát trụ bậc bất thối chuyển, chẳng cần nương nhờ pháp sở thuyết. Đối với quả vị giác ngộ cao tột quyết định hướng đến, đối với quả vị đại bồ đề bất thối chuyển, đại bồ tát cầu chóng đạt đến đại bồ đề thì cần phải nương nhờ pháp sở thuyết. Đối với quả vị giác ngộ cao tột cầu mau đạt đến thì nên quán khổ sanh tử của tất cả hữu tình, vận dụng tâm đại bi vô cùng thống thiết. Lại nữa kiểu thi ca, để riêng các loại hữu tình ở các châu thiện bộ đông thắng thân, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, giáo hóa các loại hữu tình trong cả ba châu thiện bộ đông thắng thân tây nghiêu hóa, đối với quả vị giác ngộ cao tột đều đắc bất thối chuyển, lại dùng vô lượng pháp môn bát nhã ba la mật đa văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú khiến họ dễ hiểu. Và nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, khuyên một trong số đó mau hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, thuyết pháp tam thừa, cứu độ tất cả. Lại dùng vô lượng pháp môn bát nhã ba la mật đa văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú khiến họ dễ hiểu. Thì này kiểu thi ca, hàng thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, nói sau, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều thi ca, vì đại bồ tát trụ bậc bất thối chuyển, chẳng cần nương nhờ pháp sở thuyết. Đối với quả vị giác ngộ cao tột quyết định hướng đến, đối với quả vị đại bồ đề bất thối chuyển, đại bồ tát cầu chóng đạt đến đại bồ đề thì cần phải nương nhờ pháp sở thuyết. Đối với quả vị giác ngộ cao tột cầu mau đạt đến thì nên quán khổ sanh tử của tất cả hữu tình, vận dụng tâm đại bi vô cùng thống thiết. Lại nữa kiểu thi ca, để riêng các loại hữu tình ở các châu thiện bộ đông thắng thân tây nghiêu hóa, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, giáo hóa các loại hữu tình trong cả bốn châu thiện bộ đông thắng thân tây nghiêu hóa bắc cu lô, đối với quả vị giác ngộ cao tột đều đắc bất thối chuyển, lại dùng vô lượng pháp môn bát nhã ba la mật đa văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói diễn đạt trì bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú khiến họ dễ hiểu. Và nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, khuyên một trong số đó mau hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, thuyết pháp tam thừa, cứu độ tất cả. Lại dùng vô lượng pháp môn bát nhã ba la mật đa văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú khiến họ dễ hiểu. Thì này kiều thi ca, hàng thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, nói sau đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều thi ca, vì đại bồ tát trụ bậc bất thối chuyển, chẳng cần nương nhờ pháp sở thuyết. Đối với quả vị giác ngộ cao tột
quyết định hướng đến đối với quả vị Đại Bồ Đề Bất Thối Chuyển, Đại Bồ Tát cầu chóng đạt đến Đại Bồ Đề, thì cần phải nương nhờ pháp giỏ thuyết. Đối với quả vị giác ngộ cao tột cầu mau đạt đến, thì nên quán khổ sanh tử của tất cả hữu tình, vận dụng tâm đại bi vô cùng thống thiết. Lại nữa, Kiều Thi Ca, để riêng các loại hữu tình ở bốn đại châu, nếu như thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân giáo hóa các loại hữu tình trong tiểu thiên thế giới, đối với quả vị giác ngộ cao tột đều đắc bất thối chuyển, đại dùng vô lượng pháp môn bát nhã ba la mật đa văn nghĩa xảo diệu. Vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu. Và nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, khuyên một trong số đó mau hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, thuyết pháp tam thừa, cứu độ tất cả, lại dùng vô lượng pháp môn bát nhã ba la mật đa, văn nghĩa xảo diệu. Vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu. Thì này Kiều Thi Ca, hàng thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân nói sau, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì Đại Bồ Tát trụ bậc bất thối chuyển, chẳng cần nương nhờ pháp sở thuyết, đối với quả vị giác ngộ cao tột, quyết định hướng đến. Đối với quả vị Đại Bồ Đề bất thối chuyển, Đại Bồ Tát cầu chóng đạt đến Bồ Đề thì cần phải nương nhờ pháp sở thuyết. Đối với quả vị giác ngộ cao tột cầu mau đạt đến thì nên quán khổ sanh tử của tất cả hữu tình, vận dụng tâm đại bi vô cùng thống thiết. Lại nữa, Kiều Thi Ca, để riêng các loại hữu tình ở tiểu thiên thế giới, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, giáo hóa các loại hữu tình trong trung thiên thế giới, đối với quả vị giác ngộ cao tột, đều đắc bất thối chuyển, đại dùng vô lượng pháp môn bát nhã ba la mật đa văn nghĩa xảo diệu. Vì họ rộng nói, diễn đạt trình bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu. Và nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, khuyên một trong số đó mau hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, thuyết pháp tam thừa, cứu độ tất cả. Lại dùng vô lượng pháp môn bát nhã ba la mật đa, văn nghĩa xảo diệu. Vì họ rộng nói, diễn đạt trình bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu. Thì này Kiều Thi Ca, hàng thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, nói sau, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì Đại Bồ Tát trụ bậc bất thối chuyển, chẳng cần nương nhờ pháp sở thuyết. Đối với quả vị giác ngộ cao tột, quyết định hướng đến. Đối với quả vị Đại Bồ Đề bất thối chuyển, Đại Bồ Tát cầu chóng đạt đến Đại Bồ Đề thì cần phải nương nhờ pháp sở thuyết. Đối với quả vị giác ngộ cao tột cầu mau đạt đến thì nên quán khổ sanh tử của tất cả hữu tình, vận dụng tâm đại bi vô cùng thống thiết. Lại nữa, Kiều Thi Ca, để riêng các loại hữu tình ở trung thiên thế giới, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, giáo hóa các loại hữu tình trong tam thiên đại thiên thế giới này, đối với quả vị giác ngộ cao tột đều đắc bất thối chuyển, lại dùng vô lượng pháp môn bát nhã ba la mật đa văn nghĩa xảo diệu. Vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu. Và nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, khuyên một trong số đó mau hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, thuyết pháp tam thừa, cứu độ tất cả. Lại dùng vô lượng pháp môn bát nhã ba la mật đa văn nghĩa xảo diệu. Vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu. Thì này Kiều Thi Ca, hằng thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, nói sau, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì Đại Bồ Tát trụ bậc bất thối chuyển, chẳng cần nương nhờ pháp sở thuyết. Đối với quả vị giác ngộ cao tột, quyết định hướng đến. Đối với quả vị Đại Bồ Đề bất thối chuyển, Đại Bồ Tát cầu chóng đạt đến Đại Bồ Đề thì cần phải nương nhờ pháp sở thuyết. Đối với quả vị giác ngộ cao tột cầu mau đạt đến thì nên quán khổ sanh tử của tất cả hữu tình, vận dụng tâm đại bi vô cùng thống thiết. Lại nữa, Kiều Thi Ca, để riêng các loại hữu tình ở tam thiên đại thiên thế giới này, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, giáo hóa các loại hữu tình ở vô số thế giới trong mười phương, đối với quả vị giác ngộ cao tột đều đắc bất thối chuyển, lại dùng vô lượng pháp môn bát nhã ba la mật đa văn nghĩa xảo diệu. Vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu. Và nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, khuyên một trong số đó mau hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, thuyết pháp tam thừa, cứu độ tất cả. Lại dùng vô lượng pháp môn bát nhã ba la mật đa văn nghĩa xảo diệu. Vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu. Thì này Kiều Thi Ca, hằng thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, nói sau,
đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì Đại Bồ Tát trụ bậc bất thối chuyển, chẳng cần nương nhờ pháp sở thuyết. Đối với quả vị giác ngộ cao tột, quyết định hướng đến, đối với quả vị Đại Bồ Đà bất thối chuyển. Đại Bồ Tát cầu chóng đạt đến Đại Bồ Đà, thì cần phải nương nhờ pháp sở thuyết. Đối với quả vị giác ngộ cao tột cầu mau đạt đến, thì nên quán phổ sanh tử của tất cả hữu tình, vận dụng tâm đại bi vô cùng thống thiết. Lại nữa, Kiều Thi Ca, để riêng các loại hữu tình ở vô số thế giới trong mười phương, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân giáo hóa các loại hữu tình ở tất cả thế giới trong mười phương, đối với quả vị giác ngộ cao tột đều đắc bất thối chuyển. Lại dùng vô lượng pháp môn bát nhã ba la mật đa văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói diễn đạt trì bày giải thích rõ ràng phân biệt nghĩa thú khiến họ dễ hiểu. Và nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, khuyên một trong số đó mau hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, thuyết pháp tam thừa cứu độ tất cả. Lại dùng vô lượng pháp môn bát nhã ba la mật đa văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói diễn đạt trì bày giải thích rõ ràng phân biệt nghĩa thú khiến họ dễ hiểu. Thì này Kiều Thi Ca, hàng thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân nói sau đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì Đại Bồ Tát trụ bậc bất thối chuyển, chẳng cần nương nhờ pháp sở thuyết. Đối với quả vị giác ngộ cao tột, quyết định hướng đến. Đối với quả vị Đại Bồ Đà bất thối chuyển, Đại Bồ Tát cầu chóng đạt đến Đại Bồ Đà, thì cần phải nương nhờ pháp sở thuyết. Đối với quả vị giác ngộ cao tột, cầu mau đạt đến, thì nên quán khổ sanh tử của tất cả hữu tình, vận dụng tâm đại bi vô cùng thống thiết. Lúc bấy giờ trời Đế Thích Bạch, Bạch Thế Tôn, như Đại Bồ Tát gần đạt đến quả vị giác ngộ cao tột như thế, thì nên dùng bố thí ba la mật đa mau chóng dạy bảo trao truyền cho Đại Bồ Tát ấy. Như Đại Bồ Tát gần đạt đến quả vị giác ngộ cao tột như thế, thì nên dùng tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lực, bát nhã ba la mật đa mau chóng dạy bảo trao truyền cho Đại Bồ Tát ấy.